Con về con nói mẹ con nghe thôi. Mẹ con điện thoại cho anh ta mẹ. Lạ quá trời lạ luôn. Mẹ cổ tôi chứ. Mẹ là chuyện của tôi chứ. Dạ. Đúng không? Con nói là mẹ con nói nghèo chứ đâu phải ăn hết của mấy người đâu mà. Trời đất ơi. Nói. Trời ơi. Mà cái người đó là quen hay lạ chị? Quen mới gọi điện chứ. Quen. Ừ, chứ không quen cho gọi điện. Người đó bạn của mình á. Bạn cũng dữ luôn. Bạn cũng dữ lắm. Tại đụng tới con dâu mình đúng không? Dạ. Thôi bà mẹ chồng đúng thương con dâu quá trời của đất luôn. Nói chứ mẹ con sống với nhau hiểu nhau lắm. Anh Quyền Linh với lại cô Lê Lập biết không? Thời gian mà mình bị tai nạn, bị té, bị gãy chân á, dâu mình bậc tâm cấp cao lắm á, mà nó ẩm mình từ dưới lên tới trên luôn á, không cho mình đi bộ, tại đi đâu có được, tại cái giò mình đau mà. Dạ. Bởi vì mình với dâu mình nhiều cái kỷ niệm dữ lắm. Bắt đầu vô mùa dịch á, dâu làm khoa sản mà, thì nó tiếp xúc gần cái chỗ để cách ly đó, thì trước khi mà dâu sẵn sàng đi làm, cái gì cũng để sẵn hết. Trước khi đi làm nó dày, mẹ ơi, mùa dịch này không cờ ai hết, nếu ai gặp thì phải chịu thôi, nhưng mà con đi làm trong đó cũng không biết là như thế nào, nên cái gì con cũng để sẵn ở đó hết, trường hợp con có gì thì mẹ ở nhà để lo hai đứa nhỏ giùm. Chào MC Quyền Linh. Dạ. Với cô Lê Lộc. Dạ con chào cô. Em là Nguyễn Thị Linh, 55 tuổi, đến từ Tây Ninh. Tên Linh luôn hả? Tên Linh luôn. Nguyễn Thị Linh đây là dâu. Con chào chú Quyền Linh. Chào con. Chào bạn Lê Lộc. Dạ chào. Dạ. Chị con làm ở bệnh viện đa khoa Tây Ninh khoa sản. À. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 30 tuổi. À 30 tuổi, mình làm dâu của mẹ bao lâu rồi chị? Dạ 7 năm. Ôi 7 năm rồi, chắc mình có em bé rồi hả? Dạ có rồi chị. Mấy đứa rồi? 7 đứa. Cả 2 đứa chị. À ngày xưa dưới quê á ta gọi là 51 á. Dạ. Cứ 5 đứa thậm chí 52 đứa, có người 53 đứa luôn. 7 năm đôi khi 15 đứa. Trời ơi có mà. Ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình á thì cô cảm nhận như thế nào? Rất thích, nhưng mà thích cái tư cách là bạn của trai mình thôi. Dạ. Yeah. Nhưng mà vài tháng thì trai mình nói là mẹ ơi con cưới vợ. Rồi mình mới hỏi trai vậy chứ rồi con cưới đứa nào? Tại vì bạn học mà, bạn gái bạn trai về đông lắm mình đâu biết đứa nào. À, đó. Yeah. Thì trai mới dắt dâu về nói dạ đây là bạn gái con. Đó thì lúc đầu tiên mình hồi hộp mà lo sợ, tại vì nhà gia đình mình rất khổ. Nó mình đang làm mướn mà hả, nếu mà nghe nói con có vợ thì mình run dữ lắm. Dạ, mình hồi hộp mình run, nói không biết để có cái phương tiện nào để cưới vợ cho con. Suy nghĩ rồi từ từ nó sẽ bớt đi, mình mới chẩn đốn cái tinh thần mình lại để mình lo cưới vợ cho con mình. Thì cưới dâu về nói chung là thấy cũng thương. Sinh viên mới ra trường nó hiền dữ lắm. Giờ cũng thấy hiền khô mà nó thiệt tình nữa, nó thiệt tình tới bây giờ cũng vẫn còn thiệt tình nữa đó. À, thương dữ lắm đúng. Nhìn mặt nó thiệt tình hiền. Dạ. Con không biết chị thì sao? Dạ lúc đó mới về nhà mà thấy cái nhà mà nhà thiết á, mà cũng không gọi là cái nhà thiết nữa, mà nó cứ dột nát hết trơn à. Thấy nhà thương. Thiết là nhà sao? Dạ nhà thiết có nghĩa là nhà mà lập thiết á chú. Lập tôn mái tôn á, mái tôn mà nó hư hỏng á. Mà cứ lủng lỗ lủng hang vậy đó. Thì con thấy mẹ ở cái nhà như vậy cũng hư. Rồi con biết rằng về đó sẽ khổ không? Dạ biết. Nhưng mà tại sao con lại chấp nhận điều đó về làm dâu của mẹ? Con á thì con không nghĩ nếu mà lấy nhà giàu á, thì thí dụ mà người ta về á, người ta đưa tiền cho mình, cũng quét nhà lau nhà, vậy mình cũng đâu có thể nào mà sung sướng đâu. Còn trong khi đó mình lấy tuy nghèo thiệt nhưng mà mình cố gắng làm ăn mà thương yêu nhau nữa là được hết. Dạ. Con nghĩ vậy đó. Rồi cái ngày mà cưới về có khó khăn lắm không cô? Thì nói chung cưới về thì khó khăn rồi đó. Thì hồi đó mới cưới về thì sinh viên mới ra trường chưa có chuyện làm. Dạ. Lần lần vài tháng thì có chuyện làm thì từ từ gia đình mình mới ổn định lại. Dạ. Nhưng mà con dâu làm dâu có tốt không? Không mà với hiền nó tốt lắm. Mình thấy dâu mình vậy là mình thương, nên trong việc nhà mình quán xuyến hết, là dâu chỉ đi làm về là nghỉ với ngủ lo cho con thôi. Rồi nấu nướng trong nhà là mẹ lo hết luôn hả chị? Dạ mẹ lo hết luôn, em không có làm gì hết à. Cha vậy tính ra cũng đâu khổ đâu hả? Mẹ với chồng làm hết. May quá, coi như là về không phải làm gì hết ha. Chứ mấy cô dâu về sợ về nhà chồng. Dạ. Đó làm đủ thứ, thức khuya về sớm làm tùm lum la rồi còn bị la nữa. Con vậy là may rồi đó ha. Dạ. Chị
chị thấy mình với mẹ hợp nhau nhất điểm gì? Ví dụ hai mẹ con mà bút buồn cái lên xe quốc chạy đi chơi. Mà đi gần hay đi xa? Tùy theo. Thì buồn ít thì đi xe gần, buồn nhiều đi xa. Đúng không? Đúng rồi. Cô bác anh chị ở gần á, lên xe cái mẹ con đi. Coi như hai mẹ chồng nàng dâu giống như những người bạn với nhau ha. Tại vì mình á không có con gái, mình có hai đứa con trai. Dâu á là mình nghĩ với con gái của mình, nên buồn vui với trong mình, trong lương tâm mình là cứ tâm sự với dâu. Chỉ có hai mẹ con tâm sự nhau, chứ không lẽ mình đi tâm sự với trai. Đúng rồi. Nó thành thử tâm sự với dâu. Để sớm á người ta hay nói vậy nè, bà Chính Linh có con dâu mà con dâu không có làm dâu cho bà Chính Linh, mà bà Chính Linh làm dâu lại cho con dâu. Thôi thôi. Thật quá. Thế sao mẹ nói thì tôi lo cho con dâu tôi, thì sau này tôi về già thì con dâu tôi lo lại cho tôi. Cái con nói đúng rồi, mẹ nói chính xác luôn. Quá đúng. Nếu mình lo cho một ai đó, chắc chắn sau này họ sẽ lo ngược lại cho mình. Nó giống như một tấm gương phản chiếu thôi. Giống như ở đây mà Lê Lộc lo cho chú Linh nào thì mốt chú Linh lo lại, còn không lo thì mốt chú Linh không lo luôn. Điều này có gì ăn đúng không? Dạ có chứ. À gửi cuốn nha. Nước ngọt khỏe, nước cao không hả? Dạ. Con bao giờ thấy mẹ con dữ dội không? Có. Mẹ con á, nhìn con thấy á, thì hiền lắm. Nhưng mà đối với người ngoài á, là mẹ con dữ lắm á. Thôi. Tại vì á, đó, con đi, cái người ta nói ơi, nghèo mà đặt đẻ nhiều. Đặt con có mắc bầu đứa ngay á. Con không nói gì hết, con về con nói mẹ con nghe thôi. Mẹ con điện thoại cho anh ta mẹ con. Quá trời lạ luôn. Mẹ kể tôi chứ, đó là chuyện của tôi chứ. Dạ. Đúng không? Con nói là mẹ con nói nghèo chứ đâu phải ăn hết của mấy người đâu mà. Trời đất ơi. Nói. Đúng rồi. Trời ơi. Mà cái người đó là quen hay lạ chị? Quen mới gọi điện chứ. Quen. Ừ, chứ không quen cho gọi điện. Người đó bạn của mình á. Bạn cũng dữ luôn. À, cũng dữ lắm. Tại đụng tới con dâu mình đúng không? Dạ. Thôi bà mẹ chồng đúng thương con dâu quá trời của đất luôn. Nói chứ mẹ con sống với nhau hiểu nhau lắm. Anh Nguyễn Linh với lại cô Lê Lập biết không? Thời gian mà mình bị tai nạn, bị té, bị gãy chân á, dâu mình bật tâm cấp cao lắm á, mà nó ẩm mình từ dưới lên tới trên luôn á, không cho mình đi bộ, tại đi đâu có được, tại cái giò mình đau mà. Dạ. Bởi vì mình với dâu mình nhiều kỷ niệm dữ lắm. Bắt đầu vô mùa dịch á, dâu làm khoa sản mà, thì nó tiếp xúc gần cái chỗ để cách ly đó. Thì trước khi mà dâu sửa soạn đi làm, cái gì cũng để sẵn hết. Trước khi đi làm nói vậy: mẹ ơi, mùa dịch này không trừ ai hết, nếu ai gặp thì phải chịu thôi. Nhưng mà con đi làm trong đó cũng không biết là như thế nào, nên cái gì con cũng để sẵn ở đó hết. Trường hợp con có gì thì mẹ ở nhà để lo hai đứa nhỏ giùm. Nó nói tới đâu là tôi khóc tới đó, nói tới nào tôi khóc tới đó. Tôi thương con dữ lắm, nói thiệt á. Tới giờ hả nói ra tôi cũng muốn khóc. Tại vì nghề nghiệp của mình đâu có xin nghỉ được, phải ráng làm, bệnh nó đâu có trừ được ai đâu. Nếu qua câu chuyện vừa rồi, người ta mới thương những người tuyến đầu chống dịch đó. Dạ. Người ta vẫn đang sống trong cái gọi là sống chung với bão đó. Phải nói con dâu cũng thương mẹ, trước khi mà đi cũng dặn dò đủ thứ đó ha. Em á, thì em thấy mẹ như mẹ đồ vậy đó. Có gì cũng nói cho mẹ nghe hết à. Tới cái chuyện mà y như đấy, phụ nữ mà tới tháng mà em á thì thường á không có đúng ngày, đang trong nhà quần tắm cũng kêu mẹ ơi, mẹ cũng đi mua cho. Mà mẹ ra ngoài tiệm á, tiệm tạp hóa cái người ta Linh, nay em cũng còn nữa hả? Không có, tôi mua cho con dâu tôi. Trời ơi, thương hết sức luôn hả? Dạ, thấy mẹ thương lắm. Những cái điều rất nhỏ, nhỏ đến mức mà không thể ai nói được mà vẫn lo cho nhau như thế. Để cảm nhận cái tình yêu giữa mẹ chồng nàng dâu nó lớn cỡ nào đi, nhưng vấn đề giữa vợ chồng có bao giờ làm ảnh hưởng đến mẹ không? Dạ có một lần duy nhất á, chồng con á qua nhà hàng xóm nhậu, cái con kêu về, cái không về, cái đuổi con đi về dưới, cái con đi luôn. Định đi đâu? Đi về dưới nhà. Tức là chồng đuổi đúng không? Dạ. Cái mẹ giận, lý do là mình tự ý mình đi mà mình không nói mẹ. Nếu mà nói mẹ thì mẹ sẽ dễ gì mẹ cho đi. Dạ, mẹ sẽ gài anh mà không có nói. Ừ. Tự đi mẹ giận quá trời luôn, có xin lỗi mẹ. Đúng á, con cũng có lỗi, bởi vì đúng là nếu mà chồng đuổi mình ở nhà mẹ mà. Lần đó về hả, rầy dữ lắm. Dạ. Rầy nói mai mốt con đừng dạ vậy, nếu trường hợp con giận chồng cứ nói với mẹ, chứ con đừng đi vậy. Nói chứ nếu trong nhà mình hiểu nhau không có gì, nhưng mà người ngoài người ta sẽ đánh giá gia đình mình. Dạ. Đó.
Rồi từ đó tới giờ nó còn gì nữa không? Ảnh mà hay ăn hiếp con á là con mét mẹ. Là mẹ xử ảnh. Thấy chắc mẹ binh con dâu nhiều hơn con trai phải không mẹ? Đúng rồi, tại vì mình coi như là con gái của mình rồi. Dạ. Binh dâu làm trai nhiều lắm. La rồi dặn cũng đi chứ đâu dám nói về mình, tại mình là mẹ mà. Đúng rồi. Này được mà đúng không? Đâu dám nói gì đâu. Dạ. À, cái này cũng là cái hay nè. Có những mẹ chồng là biết rằng dâu sai nhưng không la con dâu. Giả bộ la chồng. Từ điều đó con dâu mới thấy trách nhiệm của mình đó. Ủa sao mình sai mà mẹ không la mình, từ đó thương yêu nhau. Dạ. Và mình không lầm lỗi nữa. Tuổi thân thương con dâu, cứ dâu về không đầy đủ như người ta. Dạ. Nhưng mà nó vẫn thương con mình, nó chấp nhận về làm dâu cho mình. Từ ngày chỗ đó mình thương dâu mình rất nhiều. Dạ. Nên lúc nào cũng vậy, không có muốn làm dâu buồn. Con dâu cũng là một cô gái rất là tình cảm. Như có người mắt ướt ướt á, họ rất là tình cảm. Dạ. Họ sống rất là chung thủy. Dạ. Và lo cho mọi người trước khi lo cho bản thân của mình. Dạ đúng rồi. Mắt chú cũng ướt không? Nói cho vui chứ thật sự đây là một cặp mẹ chồng nàng dâu rất là tuyệt vời đó. Yeah. Hôm nay thì chồng của con có gửi bức thư để mình cùng đọc cho chương trình nghe nhé. Kính chào chú Quyền Linh, bạn Lê Lộc và ban tổ chức chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Con tên là Quỳnh Khắc Vũ. Đến với chương trình hôm nay con rất vui, con mong muốn giữa vợ và mẹ con sẽ hiểu nhau hơn, chia sẻ những chuyện thường ngày và quan tâm chăm sóc lẫn nhau nhiều hơn, để sống chung nhà hòa thuận với nhau, cho mẹ bớt buồn với những cái buồn phiền riêng tư mà mẹ phải gánh chịu. Mẹ thì lo cho hai đứa con của con thì mở mắt ra là đi làm suốt tới 22 giờ mới về tới nhà. Vì miếng cơm manh áo, con phải ráng bươn chải. Trong tâm tư của con lúc nào cũng lo lắng giữa mẹ và vợ có hiểu nhau hay không. Có những lúc được về sớm, nhìn thấy mẹ xem phim rồi bình luận với vợ cũng làm con vui theo. Con cũng mong muốn giữa vợ và mẹ thường xuyên chia sẻ để hiểu nhau hơn, để gia đình mình á, giữa này chồng nàng dâu yên vui và hạnh phúc. Cuối thư, con chúc chú Quyền Linh, bạn Lê Lộc và ban tổ chức chương trình sức khỏe, may mắn gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Con xin chào mẹ và chào vợ. Khắc Vũ. Nghe chồng viết thư thì con thấy sao? Thấy cảm động quá. Cảm động hả? Mẹ nói những lời yêu thương ngọt ngào chăm sóc con, để chồng nói những lời yêu thương chăm sóc như thế là tuyệt vời rồi. Mặc dù trong cuộc sống nó vẫn còn những khốn khó, tình yêu thương nó sẽ lấp lại hết. Nó sẽ là động lực, cái niềm tin chúng ta có thể vượt qua những cái chặng đường khó khăn đó. Và chúng ta tin rằng một ngày mai tương lai sẽ tốt đẹp. Hả cô hả? Dạ. Mẹ ơi, con thương mẹ lắm luôn á. Mẹ cũng thương con nhiều lắm. Dạ. Mẹ có muốn con dâu thay đổi điều gì không? Dạ không, vậy là hoàn hảo lắm rồi. nhưng mà con sợ, con muốn mẹ con phải khỏe mạnh. Con giỏi việc nhà lắm, con không có làm được. Dạ. Tối ngày con chỉ đi làm thôi, và ngủ rồi con không biết làm gì làm. Con chỉ lo việc công thôi hả? Dạ. Trời đã sắp đặt rồi, mỗi người một việc. Chúng ta cố gắng làm tốt cái việc mình là được rồi. Càng cố gắng tốt việc mình, tức là chúng ta lan giúp cho mình, giúp cho xã hội, cho gia đình rồi. Nhưng mình nhớ cũng đôi khi về phụ mẹ chút xíu. Yeah. Có thể nấu nướng cho mẹ phụ một gì đó nha. Yeah. Chúc cô với lại em mãi mãi hạnh phúc, gia đình bền vững như thế. Một kỷ niệm dành cho gia đình. Con cũng xin thay mặt chương trình gửi tặng cô và chị một ít quà. Đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala, được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Còn đây là một năm sử dụng nước giặt xả đậm đặc thế hệ mới 6-trong-1 Carefor. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan bởi công ty THT Việt Nam. Carefor gắn kết yêu thương, hương thơm còn mãi. Dạ, xin gửi tặng cô. Và còn đây là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Dạ, xin gửi tặng chị và cô. Cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình ạ. Dạ, dạ, cảm ơn. Chào cả nhà. Dạ, cảm ơn cô ạ. Gửi lời thăm Tây Ninh nha. Dạ, dạ, cảm ơn cô.